sư trí giả. Tập 2. Năm Chí Đức thứ 3 thời nhà Trần, tức năm 585, Nam Bắc Triều, hai triều đại từng sóng đôi một thời, đã trở nên Bắc mạnh, Nam yếu. Trong mấy lần chiến tranh cục bộ, quân Nam Trần liên tục thất bại trước quân Bắc Triều. Thế nhưng, hậu chủ Trần Thúc Bảo không hề để tâm. Ông cho rằng Trường Giang có địa thế hiểm trở đủ để có thể ngăn chặn kỵ binh của quân Tùy. Cũng giống như mấy vị đế vương triều Trần, Trần hậu chủ, vị vua suốt ngày chìm đắm trong thi ca tiểu sắc, rất tin vào Phật giáo. Từ khi còn nhỏ, Trần hậu chủ đã được nghe đại sư Chí Giả thuyết pháp. Sau khi kế vị, ông liên tục phái sứ giả đến núi Thiên Thai, thỉnh vị cao tăng nổi tiếng này đến kinh thành Kiến Khang, Hoằng Pháp để Phật giáo có thể phù hộ cho vương triều Nam Trần. Người được cử đến núi Thiên Thai là Vĩnh Dương Vương Trần Bá Chí, anh họ của Trần Hậu Chủ, cũng chính là đệ tử mà 10 năm trước đại sư Chí Giả từng thu nhận ở Kiến Khang. Trước kia, Trần Hậu Chủ từng 6 lần cử sứ giả đến mời, nhưng đều bị đại sư Chí Giả từ chối với lý do bệnh tật, chỉ muốn được sống cùng thiên nhiên, muốn được chuyên tâm tu hành trong chùa. Dưới lời mời vô cùng tha thiết của Vĩnh Dương Vương Trần Bá Chí, cuối cùng đại sư Chí Giả đã đồng ý xuất sơn đến kinh thành Kiến Khang. Vì sao đại sư Chí Giả liên tục từ chối xuất sơn? Người đời sau cho rằng đại sư vốn nản lòng với cuộc sống tu hành thanh tịnh, rời xa trần thế ở núi Thiên Thai, và cũng dự cảm thấy sự bắt đầu của thời kỳ mạt pháp. Ngài chăm chú suy nghĩ về mấy trăm năm Phật giáo ở Trung Quốc, cố gắng tìm tòi con đường thoát khỏi ảnh hưởng của thời kỳ mạt pháp để giáo pháp có thể mãi mãi trường tồn. Trong hàng trăm năm dưới thời Nam Bắc Triều, hai lần pháp nạn Bắc Ngụy, Thái Vũ Đế và Bắc Chu Vũ Đế đã khiến cho những tín đồ Phật giáo Trung Quốc cảm nhận được nguy cơ của thời kỳ mạt pháp. Đại sư Chí Giả đã mang trong mình tư tưởng mạt pháp sâu nặng như vậy. Điều này cũng liên quan đến những từng trải của đại sư. Năm Đại Đồng thứ tư, thời Hợi Lương, tức năm 538, Chí Giả chào đời trong một gia đình nhiều đời làm quan ở Kinh Châu, Hồ Bắc. Phụ thân của ngài là Trần Khởi Tổ, một tướng quân hiểu biết, học rộng, dũng cảm, thiện chiến. Ông được Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch vô cùng trọng dụng. Thuở ấu thơ, Chí Giả thường cùng mẫu thân tín Phật của mình đến chùa. Khi ngài 7 tuổi, các tăng nhân trong chùa đã dạy ngài niệm Pháp Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Thế nhưng, ngài chỉ đọc một lần đã thuộc lòng tất cả. Chính sự siêu phàm này của Chí Giả đã khiến phụ mẫu của ngài không dám cho ngài đến chùa nữa. Đại sư Chí Giả đã trải qua thời niên thiếu trong chiến tranh loạn lạc. Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch, nhân loạn hầu cảnh, đã sát hại huynh đệ để chiếm ngôi vị. Chỉ qua 2 năm, vương triều Hậu Lương lại bị quân Tây Ngụy đánh hạ. Tiêu Dịch bị giết chết. Quân Tây Ngụy đem 10 vạn dân chúng ở kinh thành Giang Lăng của Hậu Lương tặng thưởng cho tướng sĩ làm nô bộc. Gia đình đại sư Chí Giả mặc dù may mắn tránh được kiếp nạn này, nhưng lại phải đi lưu lạc, trốn đến các nơi khác. Vì quá đau buồn nên phụ mẫu của ngài lần lượt qua đời. Đại sư Chí Giả lúc này đã 18 tuổi, ngài cảm thấy thế sự vô thường, vinh hoa phú quý chỉ như mây khói thoảng qua, mang trong lòng ý chí cứu giúp nhân thế. Thề sẽ làm sa môn hộ trì chính pháp. Ngài Chí Giả quyết định xuất gia ở chùa Quả Nguyện với pháp danh là Chí Nghị. Từ đó về sau, trần thế mênh mông thiếu đi một cậu ấm của một gia đình giàu sang quyền thế. Còn trong ngôi chùa cổ hương khói vương vất lại có thêm một vị cao tăng hữu đạo. Nhiều năm sau,
Chí Nghị, một cao tăng đắc đạo, vẫn luôn chăn trở về hiếu nghĩa truyền thống. Thế nên mỗi năm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, Ngài đều tổ chức pháp hội Vu Lan Bồn để báo đáp công lao dưỡng dục của cha mẹ. Hơn 1.400 năm qua, Chùa Quốc Thanh vẫn luôn giữ gìn truyền thống này. Chí Nghị vốn tư chất thông minh, năng lực phân tích lý giải vấn đề rất tốt. Xuất gia chưa đầy 5 năm, cả Giang Đông rộng lớn đã không còn có ai có thể làm sư phụ cho Ngài. Vậy là giới sư Huệ Khoáng đã chỉ dẫn Ngài đến núi Đại Tô ở Quảng Châu để theo thiền sư Huệ Tư học tập thiền pháp. Núi Đại Tô ở Quang Châu, nay là huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam, lúc đó là nơi giáp giới của hai nước Nam Trần và Bắc Tề. Xung quanh nơi này, chốc chốc lại thấy cảnh tàn sát khốc liệt của quân binh hai nước. Thiền sư Huệ Tư nổi tiếng khắp Trung Nguyên, đang dựng nhà tranh tu hành thanh tịnh ở nơi đây. Vào năm thứ 6, sau khi dựng lều tranh tu hành ở núi Đại Tô, nhà sư 23 tuổi Chí Nghị, người đệ tử mà thiền sư tâm đắc nhất trong đời, đã không quản khói lửa chiến tranh, mạo hiểm từ nơi xa xôi, tìm đến ngọn núi hoang vắng này. Liên quan đến sự gặp mặt của hai người họ, người học trò Quán Đình trong biệt truyện của mình có miêu tả lại một cách vô cùng xúc động như sau. Vừa gặp Chí Nghị, thiền sư Huệ Tư đã vui vẻ nói: "Ngày xưa ở Liên Sơn, chúng ta đã cùng nghe Pháp Hoa, duyên xưa nay lại đến." Câu nói này của thiền sư cứ như hơn 1.000 năm trước, hai người họ đã cùng ngồi nghe Đức Phật Thích Ca giảng Pháp Hoa Kinh ở núi Linh Thứ, Ấn Độ. Lần gặp mặt này chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của tiền duyên. Với Phật giáo Trung Quốc, đây là một lần gặp gỡ rất có ý nghĩa. Hạt giống của một tông phái Phật giáo đầu tiên được Trung Quốc hóa đã bắt đầu được gieo mầm ở nơi đây. Trần ai của lịch sử đã lắng đọng thành bùn đất, duy chỉ còn tấm bia đá trên vách núi có liên quan đến thiền sư Huệ Tư là chúng ta vẫn có thể mơ hồ nhận ra. Dường như nó đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện từ hơn 1.000 năm trước. Dưới sự dạy dỗ của thiền sư Huệ Tư, Chí Nghị ngày đêm khổ hạnh tu hành. Ngài dùng cây bách làm hương, vén rèm cho ánh trăng vào làm đèn, cần cù chăm chỉ hơn bất cứ ai. Vài năm sau, Chí Nghị đã chính đắc Pháp Hoa Tam Muội Kinh, trở thành đệ tử mà thiền sư Huệ Tư tâm đắc nhất. Thậm chí, Ngài Huệ Tư còn tán dương Chí Nghị là người thuyết pháp giỏi nhất. Thiền sư Huệ Tư thường để cho Chí Nghị thay Ngài thuyết pháp. Với những lời lẽ rõ ràng liền mạch, Chí Nghị đã phân tích rõ giáo lý nhà Phật, làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự buồn phiền của con người, khiến tăng chúng trên núi không ai không khâm phục. Điều mà thiền sư Huệ Tư không ngờ chính là nhiều năm sau, chính đệ tử Chí Nghị đã phát huy rộng rãi học thuyết của Ngài, lấy Pháp Hoa Kinh làm gốc để khai tông lập phái, còn bản thân Ngài từ đó cũng được tôn là tổ sư thứ ba của Thiên Thai Tông. Ở một mức độ nào đó, tư tưởng mạt pháp của Chí Nghị cũng bắt nguồn từ sư phụ Huệ Tư. Bởi nhiều năm qua, thiền sư Huệ Tư luôn bị kẻ xấu mưu đồ làm hại, nhiều lần bị chúng hạ độc suýt mất mạng. Thiền sư luôn lo lắng sẽ không thể phó thác chính pháp cho ai, thế nên thiền sư có tư tưởng mạt pháp rất sâu đậm. Năm Quang Đại thời Nam Trần, tức năm 5 thiền sư Huệ Tư rời khỏi núi Đại Tô ở Quang Châu, đi về Nam Nhạc Hoài Sơn. Trước thời khắc ly biệt, thiền sư Huệ Tư trịnh trọng dặn dò Chí Nghị: "Con hãy chuyển núi dòng pháp, đừng để giáo pháp về sau bị đoạn tuyệt."
Mùa xuân năm đó, Chí Nghị cũng rời khỏi núi Đại Tô. Ngài mang theo 27 tăng nhân đến kinh thành Kiến Khang của nước Nam Trần để hoằng pháp. Khi ấy, Phật giáo ở Nam Trần phát triển vô cùng hưng thịnh. Ở kinh thành Kiến Khang, tự viện mọc lên như nấm, tăng lữ nhiều vô kể. Nam triều hơn 400 chùa viện, thấp thoáng trong mưa khói mịt mùng, chính là câu thơ miêu tả những tự viện trong thời kỳ đó. Với một đại sư vẫn còn trẻ tuổi như Chí Nghị, có thể đứng vững ở nơi kinh thành hội tụ rất nhiều cao tăng như thế này là điều không dễ dàng gì. Nhưng trong những ngày sau đó, đại sư Chí Giả đã dùng tài biện luận, khả năng lý giải thấu đáo, triệt để của mình, thuyết phục được tất cả những cao tăng đại đức, ngay cả hoàng thất và bá quan cũng tỏ ra rất nể phục. Khi ấy, tất cả các buổi lễ giảng giải nghĩa lý Phật học đều được tổ chức trên núi tường. Pháp sư Đại Nhẫn ở chùa Khai Thiện là vị cao tăng ở ẩn nổi tiếng trong thời đại Lương Trần. Pháp sư cũng đến núi tường để nghe Chí Giả giảng kinh. Nghe xong, Pháp sư chắp hai tay vào nhau mà thán rằng: Chí Giả giảng kinh ẩn chứa đầy trí tuệ. Ta mặc dù tuổi cao, nhưng nghe Chí Giả giảng kinh cũng quên hết mệt mỏi. Thế là triều đình đã mời Chí Giả đến chùa Hóa Quan giảng kinh Pháp Hoa. Vua Trần Nguyên Đế thậm chí còn cho phép văn võ bá quan nghỉ thiết triều một ngày để tập trung nghe ngài Chí Giả giảng kinh. Vậy là trước cửa chùa Hóa Quan bỗng chốc xe ngựa như nước, người đông nườm nượp. Từ đó, đại sư Chí Giả sống trong chùa Ngõa Quan ở thành Kiến Khang suốt 8 năm. Quan lớn cùng học trò khắp nơi nườm nượp đến chùa, chỉ mong được nghe một hai lời thuyết giảng bổ ích của ngài là đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Lần cuối cùng đại sư Chí Giả bước vào thành Kiến Khang là năm Chí Đức thứ 3 thời nhà Trần, tức năm 585. Ngài không thể khước từ lời mời chân thành lần thứ 7 của Trần Hậu Chủ. Ngài quyết định rời khỏi núi Thiên Thai, nơi mình đã ẩn cư suốt 10 năm để đến kinh thành Kiến Khang. Đó là một ngày mùa xuân hoa đào nở rộ. Đích thân Trần Hậu Chủ đã sang nghênh đón đại sư, đưa ngài vào điện Thái Cực. Ông cùng văn võ bá quan nghe ngài thuyết pháp suốt 3 ngày. Không giống với thái độ nói cười tự nhiên của Trần Hậu Chủ, trong kinh thành Kiến Khang phồn hoa huyên náo như ngày nào, đại sư Chí Giả đã nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn. Đại sư Chí Giả sống trong chùa Quang Trạch. Nơi này vốn là chỗ ở cũ của Lương Võ Đế Tiêu Xiến. Sau hơn 1.000 năm, ngôi chùa nổi tiếng khắp thiên hạ, nơi ở của đế vương ngày xưa đã không còn sự uy phong ngày nào nữa. Nó nằm lặng lẽ trong con ngõ hẹp, bao quanh là những tòa nhà cao tầng. Chính ở nơi đây, đại sư Chí Giả đã thọ Bồ Tát giới cho Hoàng Thái Tử. Cũng chính tại nơi này, Trần Hậu Chủ đã học theo Lương Võ Đế, xả thân làm nô lệ cho nhà Phật để bày tỏ sự sùng tín của mình với Phật giáo. Tại nơi đây, đại sư Chí Giả đã giảng giải Pháp Hoa Kinh. Những lần giảng kinh này của ngài đã được đệ tử Quán Đình ghi chép lại và chỉnh lý thành sách. Đó chính là bộ sách Pháp Hoa Văn Cú, là một trong Thiên Thai Tam Đại Bộ được viết thành sách sớm nhất. Nho gia Trung Quốc cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng Pháp gia lại có quan điểm ngược lại, cho rằng nhân chi sơ tính bản ác. Học thuyết tính thiện ác mà đại sư Chí Giả đưa ra vừa tiếp thu tinh túy của văn hóa Trung Hoa, vừa phản đối Phật tính vô cùng thuần khiết của Phật giáo Ấn Độ. Trì chuẩn trì chính, trì sanh trì mỹ đã truyền thống khan phá. Chan minh, ý chê trung sinh. 皆具佛性,
Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, từ góc độ bản tính, chư Phật và kẻ ác đều có thiện tính và tính ác. Chỉ có điều, chư Phật thì đã đoạn tuyệt được với cái ác, còn kẻ ác thì cần phải có thời gian để hướng thiện. Ngài dẫn dắt chúng sinh trải nghiệm giới buông xả phiền não, ngộ tâm tức Bồ Đề, đồng thời viết lên một trang quan trọng cho Phật giáo Trung Quốc. Những lo lắng của Đại sư Trí Giả cuối cùng đã thành sự thực. Năm Khai Hoàng thứ 9 thời nhà Tùy, tức tháng Giêng năm 589, kỵ binh phương Bắc đã tiến vào Kiến Khang. Khi Trần Hậu Chủ và Ái Phi Trương Lệ Hoa được quân Tùy dùng rổ tre vớt lên từ một cái giếng được giấu kín, vương triều Nam Trần do Trần Bá Tiên, một người Trường Hưng Chiết Giang khai sáng, đã đi hết 33 năm lịch sử của mình. 169 năm loạn lạc của Nam Bắc Triều đã kết thúc trong sự thống nhất thiên hạ của vương triều nhà Tùy. Nhà sư Chính Nghị cùng các đệ tử của mình rời khỏi Kiến Khang. Họ cùng nhau tây hành dưới cơn mưa phùn lất phất. Khi đi qua Lư Sơn, Ngài đã mơ được gặp Hòa Thượng Huệ Viễn của 200 năm trước. Cao Tăng Huệ Viễn của thời Đông Tấn là người sáng lập ra chùa Đông Lâm ở Lư Sơn. Ngôi chùa này được người đời sau tôn là tổ đình của Tịnh Độ Tông. Dưới chân núi Lư Sơn, thi nhân Đào Uyên Minh thời Đông Tấn đã viết bài thơ Đào Hoa Nguyên Ký. Khi Hòa Thượng Chí Nghị vượt qua khe Hổ Khê đến gõ cửa chùa Đông Lâm, trời đã chuyển hoàng hôn. Vị tăng nhân ra mở cửa ngỡ ngàng nhìn thấy một đoàn tăng nhân mình toàn bùn đất. Tăng nhân này không ngờ vị cao tăng nổi tiếng khắp thiên hạ Chí Nghị cũng ở trong số đó. Trong mưa bụi ở Lư Sơn, cao tăng Chí Nghị chưa ở lại được mấy ngày thì sứ giả nhà Tùy đã sắp sửa tới nơi. Tại sao sứ giả nhà Tùy lại đến đây? Năm Khai Hoàng thứ 10 thời nhà Tùy, tức năm 590, quan nội sử lệnh cho Lý Đức Lâm dẫn một đội quân Tùy ra roi thúc ngựa nhanh chóng đến Lư Sơn. Người biên soạn 27 cuốn tề sử này vội vội vàng vàng đến chùa Đông Lâm. Ông mang theo ngự thư mà đương kim thiên tử Tùy Văn Đế viết cho cao tăng Chí Nghị. Trong thư, vị thiên tử này bày tỏ sự quan tâm và hỏi thăm đến vị cao tăng cũng là quốc sư của triều đại trước. Năm Khai Hoàng thứ 11, thời nhà Tùy, tức năm 591, con trai thứ của Tùy Văn Đế là Dương Quảng, vừa tròn 22 tuổi. Khi ấy Dương Quảng nhận chức Tổng quản Dương Châu thống lĩnh Giang Nam. Trong mắt hậu nhân, vị vua Tùy Dương Đế sau này chính là bạo quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng điều bất ngờ là Dương Quảng khi trẻ tài trí hơn người, mang trong mình nhiều hoài bão lớn. Dù cao tăng Chính Nghị đã ba lần bày được từ chối, nhưng Dương Quảng vẫn nhiều lần gửi thư cho cao tăng và cuối cùng đã mời được ngài đến Dương Châu. Đích thân Dương Quảng đã ra Ngũ Lý Đình ở ngoài thành nghênh đón đại sư. Trong pháp hội với hàng ngàn tăng nhân, cao tăng Chí Nghị đã thọ giới Bồ Tát, đồng thời lấy pháp danh là Tổng Trì cho Dương Quảng. Dương Quảng cũng tặng lại cho đại sư danh hiệu Trí Giả. Tôn hiệu Trí Giả đại sư bắt đầu được lưu truyền từ khi ấy. Với cao tăng Trí Giả, Dương Quảng luôn xưng là đệ tử. Cả đời mình, hoàng đế này đã đích thân viết cho đại sư Trí Giả hơn 30 bức thư. Không những thế, ông còn liên tục cúng dường hàng trăm đồ vật cho cao tăng, lớn là những chiếc áo cà sa, nhỏ là những chiếc quạt tròn hoặc dao cạo. Sau khi pháp hội thọ giới kết thúc, đại sư Trí Giả đề nghị với Dương Quảng được đến Hoành Sơn Hồ Nam, Kinh Châu Hồ Bắc để báo đáp tứ ân. Khi đại sư Trí Giả lên thuyền ra đi, Dương Quảng lệnh cho người đứng hai bên bờ sông đưa tiễn để biểu thị thành ý. Dân chúng hai bên bờ sông, người già trẻ nhỏ thành tâm tiễn biệt đại sư.
Khi đại sư Trí Giả sáng lập ra chùa Ngọc Tuyền ở Đương Dương, Hồ Bắc, đồng thời chuẩn bị giảng kinh thuyết pháp, thì ngài đã gặp rất nhiều phiền phức. Do chùa tập trung đông tín đồ nên quan phủ địa phương đã cản trở đại sư thuyết pháp. Đại sư Trí Giả đành phải viết thư cho Tấn Vương Dương Quảng, mời Dương Quảng làm đại thí chủ của chùa Ngọc Tuyền. Cùng với bức thư, ngài còn gửi kèm bức vẽ ngôi chùa Ngọc Tuyền mới xây dựng và một chiếc áo cà sa bằng vỏ cây vạn thọ mà người nước ngoài gửi cho Lương Võ Đế. Sau khi nhận được thư, Dương Quảng lập tức soạn một bức thư đồng ý làm đại thí chủ của chùa Ngọc Tuyền. Vào ngày 23 tháng 7 năm 593, tức năm Khai Hoàng thứ 13, Tùy Văn Đế rất vui vẻ tặng bức hoành với ba chữ Ngọc Tuyền tự trong ngôi chùa này. Không những thế, Dương Quảng còn cử tổng quản Kinh Châu là Phương Thế Tích lên núi lễ bái. Ở chùa Ngọc Tuyền, đại sư Trí Giả đã xây dựng tín ngưỡng Quan Công, đưa ngài Quan Công, một người mang trong mình đầy luân lý nho gia, vào điện thờ phụng. Trong một buổi pháp hội giảng kinh ở chùa Ngọc Tuyền, đại sư Trí Giả đã bày tỏ rõ tư tưởng Phật giáo của mình. Sau này, hai đệ tử là đại sư Trương An và đại sư Quán Đình đã căn cứ vào đó chỉnh lý thành hai bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Ma Kha Chỉ Quán. Hai bộ này cùng với bộ Pháp Hoa Văn Cú đã hoàn thành ở chùa Quang Trạch ở Kiến Khang, hợp thành Thiên Thai Tam Đại Bộ. Thiên Thai Tam Đại Bộ và Thiên Thai Ngũ Tiểu Bộ đã cấu thành một hệ thống Thiên Thai Tông hoàn chỉnh. Những cuốn sách nổi tiếng này đã thống nhất cục diện phân tranh trong suốt thời gian dài của Phật giáo Nam Bắc, đánh dấu địa vị lịch sử của Thiên Thai Tông trong những tông phái Phật giáo được Trung Quốc hóa, trở thành trang sử bất hủ trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc và lịch sử tư tưởng triết học Trung Quốc. Trong những năm tháng sau này, những bộ sách này cũng khiến cho Thiên Thai Tông được truyền bá đến tận Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và cả Đông Nam Á. Đến tận ngày nay, Thiên Thai Tông ở những nơi này vẫn còn phát triển. Thiên Thai Tông có ảnh hưởng rất sâu đậm ở Nhật Bản, điều này có liên quan đến Thiên Thai Tam Đại Bộ mà Hòa Thượng Giám Chân đã mang đến Nhật Bản. Năm 744, khi chuẩn bị đến Nhật lần thứ tư, Hòa Thượng Giám Chân đã cùng hơn 30 đệ tử trèo đèo lội suối. Vào một buổi chiều hoàng hôn tuyết rơi lất phất, họ đã đến được ngôi chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai nổi tiếng từ lâu. Đệ tử của đại sư là Trương An và Quán Đình, vị sư tổ thứ năm của Thiên Thai Tông này, lần đầu tiên mang một số lượng lớn kinh điển Thiên Thai Tông đến Nhật. Cao tăng tối chừng của Nhật Bản đã vô cùng ngỡ ngàng với những cuốn kinh viết tay này. Năm Trinh Nguyên thứ 20 thời nhà Đường, tức năm 804, cao tăng tối chừng, người đã thuần nhuyễn giáo nghĩa Thiên Thai Tông, cùng với người đệ tử kiêm phiên dịch Nghĩa Chân, mang theo chiếu thư của Thiên Hoàng Nhật Bản, theo thuyền buồm của người đi sứ sang Đại Đường đến Trung Quốc. Theo tiếng chuông vang vang, họ đã tìm thấy chùa Quốc Thanh. Năm đó, trong tiếng chuông sớm chống chiều, ở nơi mà đại sư Trí Giả từng tu hành, có một tăng nhân người nước ngoài chuyên tâm lễ Phật, sao chép kinh thư, tu tập chỉ quán. Sau khi trở về Nhật Bản, cao tăng tối chừng đã xây dựng chùa Diên Lịch trên núi Bỉ Duệ ở Kinh Đô, đề xướng tư tưởng viên đốn của Thiên Thai, sáng lập ra Thiên Thai Tông ở Nhật Bản. Ngài được Thiên Hoàng Nhật Bản phong là đại sư truyền giáo. Sau này, cao tăng Nhật Bản Viên Nhân, Viên Tái, Viên Chân cũng đều đến Trung Quốc học tập giáo nghĩa Thiên Thai Tông. Núi Bỉ Duệ ở Kinh Đô là ngọn núi của Thiên Thai Tông Nhật Bản. Ngôi chùa Diên Lịch trên núi Bỉ Duệ mà cao tăng tối chừng xây dựng trải qua hàng ngàn năm gió mưa, nhưng những ngọn đèn trong đó chưa từng tắt. Ngôi chùa này vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Hiện nay ở Nhật Bản có đến hơn 3.000 ngôi tự viện của tông phái Thiên Thai. Tháng 5 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 1.200 năm thành lập Thiên Thai Tông Nhật Bản, trưởng lão Bán Điền Hiếu Thuần của Thiên Thai Tông Nhật Bản đã dẫn đoàn đại biểu đi tham bái chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai, tổ đình Thiên Thai Tông. Cao tăng Thiên Thai Tông của hai nước Trung Nhật cùng lập bia Thiên Thai Tông trường tồn.
永永流传碑。Năm Nguyên Hiệu Triều Tống, tức tháng 5 năm 1086, trước tháp nhục thân của Đại sư Chí Giả, cao tăng Triều Tiên là Nghĩa Thiên, hứa sẽ quyết tâm hỏi dung Thiên Thai Giáo Quán. Cao tăng này đã mang theo hơn 1.000 cuốn kinh điển về nước, đồng thời xây dựng Chùa Quốc Thanh ở Triều Tiên, sáng lập ra Thiên Thai Tông ở Triều Tiên. Sau khi viên tịch, cao tăng này được phong danh hiệu là Đại Giác Quốc Sư. Hàng ngàn năm qua, Thiên Thai Tông Hàn Quốc nhiều lần phải đối mặt với nguy cơ thất truyền. Năm 1945, Đại sư Sang Bo Nguồn Góc, người đã từng đến núi Thiên Thai tu học, đã cho xây dựng ba gian lều cỏ trên núi Tiểu Bạch ở Đan Giang Quân, khởi xướng phong trào Phật giáo mới, nên Thiên Thai Tông mới được phục hưng trở lại. Hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng hơn 350 tự viện Thiên Thai Tông. Ngôi chùa Gunsa trên núi Tiểu Bạch ở Đai Yangun là ngôi chùa chính của Thiên Thai Tông Hàn Quốc. Ngày 16 tháng 5 năm 2011, vị trưởng lão của Thiên Thai Tông Hàn Quốc cùng 180 cao tăng khác đã đến chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai. Cao tăng Thiên Thai Tông của hai nước Trung Hàn đã tổ chức pháp hội kỷ niệm mở vải phủ cho bức tượng ở đài tưởng niệm tổ sư Thiên Thai Tông. Mỗi năm có đến hàng vạn tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước đến chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai chiêm bái. Ngôi chùa cổ có hơn 1.400 năm lịch sử này đã gửi gắm kỳ vọng của Đại sư Chí Giả, vị tổ sư khai sáng ra Thiên Thai Tông. Năm Khai Hoàng thứ 17 thời nhà Tùy, tức tháng 10 năm 597, trước lời mời chân tình của Tấn Vương Dương Quảng, Đại sư Chí Giả đã cùng sứ giả chuẩn bị lên đường. Trước khi rời khỏi núi Thiên Thai, Đại sư Chí Giả cảm nhận thấy mình sắp về cõi vãng sinh. Ngài đã bố trí tất cả những vật dụng cá nhân, tìm thấy một nơi đắc địa có suối, có núi bao quanh, dựng cọc gỗ, vẽ sơ đồ phác thảo cho chùa Quốc Thanh sau này. Theo ghi chép của đệ tử Quán Đỉnh, khi đến chùa Thạch Thành ở Tân Sương, Đại sư Chí Giả đã thông báo với mọi người rằng sức khỏe của ngài đã yếu, đồng thời nói với đệ tử Chí Việt rằng mệnh của ta chỉ đến đây thôi, chúng ta không nên tiếp tục đi tiếp nữa. Thạch Thành là tây môn của Thiên Thai, Đại Phật là bức tượng linh thiêng, nơi này địa thế tốt, thích hợp làm nơi an nghỉ cuối cùng. Nói xong, ngài nằm nghiêng sang sườn phải, hướng về phía tây, chuyên niệm danh hiệu Di Đà, Bát Nhã, Quan Âm. Ngày 24 tháng 11 năm đó, trước tượng Đại Phật Di Lặc ở chùa Thạch Thành thuộc Tân Sương, Đại sư Chí Giả, người sắp sửa viên tịch, giao sơ đồ phác thảo chùa Quốc Thanh và di thư cho sứ giả để mang đến cho Tấn Vương Dương Quảng, đồng thời mong Dương Quảng kiến tạo tự viện này, hộ trì Phật Pháp. Đại sư cả đời vì đất nước, vì Phật Pháp, vì chúng sinh đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của mình. Sau khi viên tịch, Đại sư Chí Giả an tọa trong khám thở Phật ở chùa Thạch Thành. Sau đó, ngài được các đệ tử chuyển về núi Thiên Thai, đồng thời xây dựng một tòa tháp nhục thân ở nơi sinh thời ngài đã từng tu hành và gọi nó là Định Huệ Chân Thân Tháp Viện, cũng chính là Chí Giả Tháp Viện hiện nay. Vì tổ sư khai sáng ra Thiên Thai Tông sẽ mãi mãi ở
No.